Sukhita Vruna Bhutta Sasane Aroga Sukhita Hoi Saha Sabbe Nyati Kvite Atalata Sukhita Vruna Bhutta Sasane Aroga Sukhita Hoi Saha Sabbe Nyati Kvite. Xin cho các thiện tín được sự lợi, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sithiya Chanagatha xin tham mạnh tu xin tham mạnh tu xin tham mạnh tu đăng phát lăng. E tasmin ratanat yasmin sambasa danat che ta số cầu. Mong cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành hai, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi kusala kamang kata bang kiriyang mamaka yena wacha manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sape fagi fawan tute ye tang katang suwiditang dinang punya palang Maya ye chata thana cha nanti dewa gantwa niwe dayung sape lokam niye sata jiwanta harahe tuka manunyang fo chanang sape lafan tumamache tasati. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đã được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy tỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đằng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Y đằng hóa tâm mê bù nhàng à sa hoa kha yô hoa hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Xin đọc bài Rải Tâm Bác Ái. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Con đọc nhầm cho đọc lại. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Sabbe dakhinaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya anudaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu apyapaccha hontu anikha hontu dikha yuka hontu aroga hontu sampati hisamichantu sukhi atanang pariharantu dukha patta chani dukha faya patta chani faya soka patta chani soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng. Hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn. Hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho khổ, đến sự kinh sợ rồi. Xin đừng cho kinh sợ đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Phật Thầy giá. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay với những phước lành tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới. Con xin hồi hướng phần phước lành này đến với chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Bây giờ là 4:29 sáng giờ Việt Nam. Không biết sư tay có mặt trước máy hay chưa, nếu có thì cho con bàn tay tín hiệu, con kính nhường mic lại cho sư bắt đầu chương trình học câu Phật cú sáng nay. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tam Mà á, Nam mô Sang Kha á. Dạ, con kính nhường mic lại cho sư. Alo, 123, 123. Bây giờ cũng cảnh tay rồi ha. Rất là hoan hỷ huynh chinh ngộ mỗi tuần đến với đạo tràng rất là đúng giờ. Rồi lễ bái tam bảo thọ trì quy giới có nhiều hôm coi như với những câu Phật ngôn mà chúng ta học, nhưng mà huynh chánh ngộ vì thời gian, vì công việc không có thể tham gia được. Nhưng mà trên cái tinh thần phục vụ thì huynh chánh ngộ rất là tuyệt vời. Quý vị thấy tới cái bổn phận của mình là làm tròn bổn phận ha, không có sơ sót gì hết. Rồi tới câu cuối cùng hỏi chúng tôi có rảnh tay không, đó là một câu hỏi đặc biệt mà trong đạo tràng không ai nói, chứ có một mình huynh chánh ngộ nói.
Chúng tôi có rảnh tay không? Không rảnh sao vô đây sinh hoạt. Xa thủ Huỳnh Tịnh Ngộ ha. Rồi hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 8-10. Câu Phật ngôn này tuyệt vời lắm. Quý vị khi nghe cái câu Phật ngôn này, đây là một bài học để chúng ta cách vật trí trì, tức là đối diện với những cái sự việc bên ngoài. Để rồi đúng rồi, có rảnh tay không? Thì rảnh tay cho nên mới sinh hoạt này. Cái nếu không rảnh tay thì chúng tôi đâu vô đây đâu ha. Ơi xà thủ xà thủ, đúng rồi, rảnh tay mới giơ tay được. Đó là một cái câu nói mà của Huynh Chính Ngộ chính xác. Rồi bây giờ chúng ta sinh hoạt ha. Kính chúc quý vị một ngày an vui, một đêm an lạc khi đến với đạo tràng này. Và trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Kutamo Sapakaru Hichet Thakko Lo Katsasathai Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanay Giác Ân. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sinh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Từ đế Ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần, còn xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bô yết ta sát sát nô lô ca nó mạnh thá sá quý nà ca rô cô sát bà nhu bút tháp bất đi phù tí sanh nhá tô văn đà má hành tăng ná ra phù. Cái này giác cần pháp bảo quý như ánh vàng, Như Lai sơ sáng vẹt màng, vô minh phá tan làm lạc dưỡng trinh, đầy dụng Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su ca tá sa sa quá cô sa ca su ca mô quá lá cầm a sa ca cô nin đa pa sân sa đi a na đa rô quá rô quanh đa ma hành tăng na ra phù. Gia này giác cần tăng bảo trên bông Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất thành ác tế giác tê chê nát sức khá mê ê tú quá thân năng tác xa bí a nút pha quê nát xa hạ xa dê nát sức trạch tú. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Gia. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Hôm nay Sít Nhật Quỳnh bận công việc rồi, cho nên không đến với đạo tràng được. Tuy nhiên Sít Kim Nhung đưa lên bài học. Với bài học này hôm nay chúng ta sinh hoạt ha. Quý vị rõ không? Âm thanh của chúng tôi quý vị nghe rõ không? Nghe lớn, nghe nhỏ, nghe vừa, nghe to. Bây giờ cho biết kết quả. Thế rồi khi mà trình bày thì quý vị nó lầm bầm cằn nhằn càm ràm ha? Nghe rõ ha? Rồi giờ là tốt nha. Ai mà nói cằn nhằn càm ràm lầm bầm rồi coi chừng nha. Ai cũng nghe rõ hết mà. Rồi, câu Phật ngôn 8-10. Chúng ta đi thẳng vào đó ha. Dạ, quý vị nhìn lên nè. U đa cần hi na dành na dành tí nề tí cà. U đa cần hi na dành tí nề nê tí cà. Ô đa cần hi na dành tí nét
tí ca. Rồi câu số 2, Usuka ra nama yan tí tê chát năng. Usuka ra nama yan tí tê chát năng. Usuka ra nama yan tí tê chát năng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Udakang hina yan tina tika usukara nama yan tite chanang. Udakang hina yan tina tika usukara nama yan tite chanang. Udakang hina yan tina tika usukara nama yan tite chanang. Rồi câu 3, câu 4. Ủa sao sư thiện vũ sao mà nghe không được hay sao bỏ chạy rồi? Mình chào sư Tâm Phương đi học trễ. Bây giờ vô câu 3, câu 4 ha. Đà rung nam yan ti tát chát ca. Đà rung nam yan ti tát chát ca. Đà rung nam yan ti tát chát ca. Và câu cuối cùng, at ta năng đam ma dành ti ban đi ta. At ta năng đam ma dành ti ta ban đi ta. At ta năng đam ma dành ti ban đi ta. Rồi bây giờ ôn lại câu 3, câu 4 và đưa bài lên cho sư Tâm Phương thấy rõ ha. Đà rùng nam ma dành ti tát cha càng át tài năng đam ma dành ti bành đi ta. Đà rùng nam ma dành ti tát cha càng át tài năng đam ma dành ti bành đi ra. Đà rung đam ma dành ti tát chát càng át tài năng đam ma dành ti bành đi ta. Rồi bây giờ đọc lại nguyên bài này. Uda cần hi na dành ti nết tika usukara nam yan ti te chanang da rung nam yan ti ta chaka atta nang nam yan ti bandita udakang hitna yan ti mene tika usukara nam yan ti te chanang da rung nam yan ti ta chaka atta nang nam yan ti bandita. Rồi, một cách đọc nữa, không phải là đọc nguyên bài, mà chúng ta đọc hai hơi, chứ không phải đọc một hơi ha. Udakang hina yanti netika usukara nama yanti te chanang. Darung nama yanti ta chaka atta nang nama yanti bandita. Đọc lại ha. Udakang hina yanti netika usukara nama yanti te chanang. Darung dhamma yanti ta chaka atta nang dhamma yanti bandita. Rồi, đọc lại lần nữa ha. Cầu vũ cho cây nhìn thấy mà cái kiểu này thấy tham nhũng nhiều ha, không có yêu nước nè. Sĩ Kim ăn không à, không có uống gì hết. Rồi bây giờ đọc á, do ăn đâu được.
Udakam hina yanti netika usukara nama yanti te chanang Darung nama yanti tachaka attanang nama yanti pandita. Rồi bài này kể sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Một câu tới 10 từ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 từ. Câu số 2. Câu số 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 từ. Câu số 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, đây là một bài kệ gọi là kệ, sao đọc cũng được hết á. À, cái phần kệ này giao cho quý vị. À, đã gọi là kệ thì cứ tự nhiên đi. Quan trọng dụng kinh sai chính, còn vấn đề kệ thì sao cũng được. Rồi mời sư Mita, mời sư Kim. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức cùng chị Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 80. U đa càng hi na dành ti na ti ca u su ca ra na ma dành ti tê cha năng đà rung na ma dành ti tác cha ca át ta năng đà ma dành ti bành đi ta. Và con xin phân tích câu 1 và câu 2. U đá hai đoạn âm căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hí ná hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, nét trường âm nhấn, tí đoạn âm, ca trường âm thông thường, ú xú hai đoạn âm, ca ra hai trường âm thông thường, ná má hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U đa càng hi na dành ti net ti ca u su ca ra na ma dành ti tê cha năng. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Đa trường âm thông thường, rung trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná má hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, tắc trường âm nhấn, chá đoạn âm, ca trường âm thông thường, ách trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đá má hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Đà rùng na ma danh tí tác cha ca ách ta năng, đá ma danh tí banh đi ta. U đô, dạ con xin đọc lại cả bài, dạ con xin đọc và con xin sám hối. U đa càng hi na dành ti net ti ca u su ca ra na ma dành ti tê cha năng đà rùng na ma dành ti tắc cha ca át ta năng đà ma dành ti bành đi ta. U đa càng hi na dành ti net ti ca u su ca ra na ma dành ti tê cha năng đà rùng na ma dành ti tắc cha ca át ta năng đà ma dành ti bành đi ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thảo mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con không có thấy để, nhưng con nghĩ đây chắc là của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ.
U đa căn hi na danh ti na ti ca O su ca ra na ma danh ti te cha năng Ca rung na ma danh ti tắc cha ca At ta năng đa ma dành ti bành đi ta. Dạ, con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin kính mời cô Kim tiếp tục ạ. Con xin kính chào sư chí đức, các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Hôm nay con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 80. Và cảm ơn quý vị đã cho âm, đã cho biết âm thanh nghe rõ liên tục ha, không có chuyện ấy ha. U đa khan hi na yam ti na ti kha u su kha ra na ma yam ti te cha nang da rum na ma yam ti chắc cha kha ak ta nang da ma yam ti pan di ta u đa khan hi na yam ti na ti kha u su kha ra na ma yam ti te cha nang da rum na ma yam ti tắc cha kha ak ta nang da ma yam ti pan di ta. Phân tích câu 1 và câu 2. U đá hai đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí ná hai đoạn âm, danh trường âm ngắn, tí đoạn âm, nét trường âm ngắn, tí đoạn âm, kha trường âm thông thường. Phân tích câu số 2. Ú xú hai đoạn âm, kha ra hai trường âm thông thường, ná má hai đoạn âm, danh trường âm ngắn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. U đa khăn hi na yam ti na ti kha u su kha ra na ma yam ti te cha năng đà rùm na ma yam ti tắc cha kha ắc tà năng đà ma yam ti phành di tà. Phân tích câu số 3. Đà trường âm thông thường, rung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná má hai đoạn âm, danh trường âm ngắn, tí đoạn âm, tắc trường âm ngắn, chá đoạn âm, kha trường âm thông thường. Phân tích câu cúng cùi hay câu cuối cùng. Ắc trường âm ngắn, ta trường âm thông thường, năng trường âm theo giọng nguyên âm, đá má hai đoạn âm, danh trường âm ngắn, tí đoạn âm, tâm trường âm ngắn, dí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Đà rùm na ma dành ti tắc cha kha ắc tà năng đà ma dành ti phành di tà. U đa khăn hi na dành ti nét ti kha u su kha ra na ma dành ti tề cha năng đà rùm na ma dành ti tắc cha kha ắc tà năng đà ma dành ti phành di tà. U đa khăn hi na dành ti nách ti kha u su kha ra na ma dành ti tề cha năng đà rùm na ma dành ti tắc cha kha ắc tà năng đà ma dành ti phành di tà. U đa khăn hi na dành ti nẹt ti kha u su kha ra na ma dành ti tề cha năng đà rùm na ma dành ti tắc cha kha ắc tà năng đà ma yam ti pan di ta u da san hi na yam ti na ti kha u su kha ra na ma yam ti te cha nang da rum na ma yam ti tak cha kha ak ta nang da ma yam ti pan di ta. Người chỉ thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bạch trí nhiếp tăng. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của Kinh Pháp Cú số 80. Sư với quý vị có thấy tôi sai điểm nào không? Coi xe ta một. Bữa nay cho nước nữa. Trời ơi, tôi ăn nhiều, vừa mới ăn xong với bụng no tình rồi đó.
Cảm ơn quý vị đã cho bông hoa, trời ơi, trái cây nữa, vỗ tay vỗ chân, thích nhất là vỗ tay vỗ chân đó. Ơi, có chiếc lá mũi xuân nữa, lên đọc đi, mấy em lại đeo mất tiêu rồi. Dạ, con xin cảm ơn sư các quý vị trong đạo tràng, chúc quý vị được một buổi chiều an vui. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kệ ngôn số 80 ạ. Udakang hina yanti natika usuka aramite chanang darung nama yanti tak chaka atta nang dhamma yanti bandita udakang hinati usara nama yanti te chanang darung nama yanti tak chaka atta nang dhamma yanti bandita. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc gỗ trí nhiếp tự thân, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích ạ. Ú đá là hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí ná là hai đoạn âm, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nét là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca trường âm, ú xú là hai đoạn, ca ra là hai trường âm thông thường, là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Udakang hina yanetka usukara nama yanti te cha năng. Đa là trường âm thông thường, rung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná má là hai đoạn âm, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá má là hai đoạn âm, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm đọc trường âm thông thường. Đà rung nama dần tí tắc chaka atta nang dhamma yanti bandita urakang hina yanti natika usukara nama yanti te chanang darung nama yanti tak chaka atta nang dhamma yanti bandita. Con xin kể. Udakang hina yanti netti ka usukara nama yanti te chanang darung nama yanti tak chaka atanang dama yanti bandita udakang hina yanti netti ka usukara nama yanti chanang dharma yanti tak chaka atanang dama yanti bandita. Người trị thủy dẫn nước, cái tên người thợ mộc uốn gỗ bậc trí tự thân, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đệ vào xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, thưa sư, hôm nay là ngày 20 tháng 11 ạ. Dạ, con kính chúc quý sư, con kính chúc sư Trí Đức được nhiều sức khỏe, dạ, được an vui và duy trì cho con được học. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Dạ, con xin thân mời chiếc lá mùa xuân. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin
Đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 80. U đa cần hi na dầm ti nệ ti nệ ti cà u su cà ra na ma dầm ti tề cha nằng đà rùng na ma dầm ti tắc cha cà át tà tà nằng đa ma dằng ti ba đi tà ti bàn đi tà. Nhà con xin đọc câu 1 câu 2. U đa cần hi na dằng ti net ti cà u su cà ra na ma dằng ti tề cha nằng. U đá là hai đoạn âm, căn trường âm đọc nguyên âm, hi na hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, nét, nét là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca trường âm thông thường, cú xú là hai đoạn âm, ca ra là hai trường âm thông thường, ná má là hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1 và 2. U đa cần hi na dành ti nết ti cà u su cà ra na ma dành ti tề cha nằng đà rùng na ma dành ti tắc cha cà át tà nằng đa ma dành ti bành đi tà. Đa trường âm thông thường, rung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná má là hai đoạn âm, dân trường âm nhấn, tí đoạn âm, tách trường âm nhấn, chá đoạn âm, ca trường âm thông thường, ác trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá má hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường. Con xin đọc câu 3 và 4. Đà rùng na ma dành tí tách chát cà át tà nằng đá ma dành tí bành đi tà. Con xin đọc lại câu kinh Pháp Cú số 80. U đá cần hi na dành tí nết tí cà u su cà ra na ma dành tí tề cha nằng đà rùng na ma dành tí tách chát cà át tà nằng đa ma dành ti bành đi tà. U đa cần hi na dành ti nát ti cà u su cà ra na ma dành ti tề cha nằng đà rùng na ma dành ti tách cha cà át tà nằng đa ma dành ti bành đi tà. U đa cần hi na dành ti nát ti cà u su cà ra na ma dành ti bề không xin đầu lại. U đa cần hi na dành ti nết ti cà u su cà ra na ma dành ti tề cha nằng đà rùng na ma dành ti tách cha cà át tà nằng đa ma dành ti bành đi tà. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ bậc trí nhiếp tự thân. Là bản dịch của Hòa Thượng Đến Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mít đi. Dạ con kính lĩnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lĩnh lễ Sư Trí Đức, kính lễ quý sư và quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu Pháp Cú số 80. U đa cần hi na dàn ti nát ti cà u su cà ra na ma dàn ti tề cha nằng đà rùm na ma dàn ti tắp cha cà át tà nằng đa ma dàn ti tầng đi tà. U đa cần hi na dàn ti nát ti cà u su cà ra na ma dàn ti tề cha nằng đà rùm na ma dàn ti tắp cha cà át tà nằng đa ma dàn ti tầng đi tà. Thì con xin phân tích câu 1 và câu 2.
ú đá hai đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí ná hai đoạn âm, gian trường âm nhấn, tý đoạn âm, nét trường âm nhấn, tý đoạn âm, ca trường âm thông thường, ú số hai đoạn ba hai trung thông thường, ná má hai đoạn âm, gian trường âm nhấn, tý đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U đa cần hi na dàn ti net ti ca u su ca ra na ma dàn ti tê cha năng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Đa là trường âm thông thường, gum là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná, má hai đoạn âm, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tất là trường âm nhấn, chá đoạn âm, ca là trường âm thông thường, áp trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá má hai đoạn âm, gian trường âm nhấn, tí đoạn âm, tăng trường âm nhấn, đí đoạn âm, ta trường âm thông thường, đà rung na ma dàn ti tất cha ca áp ta năng đa ma dàn ti tăng ti ta. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 80. U đa cần hi na dàn ti net ti ca u su ca ra na ma dàn ti tê cha năng đa rung na ma dàn ti tất cha ca áp ta năng đa ma dàn ti tăng ti ta. U đa cần hi na dàn ti net ti ca u su ca ra na ma dàn ti tê cha năng đà rung na ma dàn ti tất cha ca áp ta năng đa ma dàn ti tăng đi ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Uda căng hi na yan ti net ti ka usukara nama yan ti te cha nang da rum nama yan ti tam cha ka atanang da na yan ti tan di ta. Uda căng hi na yan ti net ti ka usukara nama yanti te cha nang darum nama yanti tan cha ka atanang dama yanti pandita. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức chỉnh sửa và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Những ngày lễ 20 tháng 11, con kính tri ân sư trí đức đã giảng dạy kinh pháp cú trong gương Phật giáo năm truyền. Và con rất tri ân sư đã giữ cái chương này để chúng con có dịp được học hỏi nhiều môn và hiểu rộng hơn về Phật pháp. Và con kính tri ân sư. Sa thú, sa thú, sa thú sư. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 80. U đa càng hi na dành ti nét ti ca u su ca ra na ma dành ti tê cha năng đa rung na ma dành ti tắc cha ca a ta năng đa ma dành ti bành đi ta. Con xin phân tích câu 1, câu 2. U đá hai đoạn âm, căng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí ná hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, nét trường âm nhấn, tí đoạn âm, ca trường âm thông thường, ú sú hai đoạn âm, ca ra hai trường âm thông thường, ná má hai đoạn âm, danh trường âm nhấn, tí đoạn âm, tê trường âm thông thường, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. U đa càng hi na dành ti net ti ca u su ca ra na ma dành ti tê cha năng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Đa trường âm thông thường, rung trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná má hai đoạn âm, danh
trường âm nhấn, tí, bản âm, ta, trường âm nhấn, chá, bản âm, ca, trường âm thông thường, át, trường âm nhấn, ta, trường âm thông thường, năng, trường âm đọc theo giọng, nguyên âm, đá, má, hai đoạn âm, nhanh, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, banh, trường âm nhấn, đí, đoạn âm, ta, trường âm thông thường, đà rung, nam ma danh, tí tắc, chắc ca, át, ta, năng, đam ma danh, tí, banh, đi, ta. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 80. U đa căng hi na danh ti na ti ca u su ca ra nam ma danh ti tê cha năng đa rung nam ma danh ti tắc cha ca át ta năng đa ma danh ti bành đi ta. U đa căng hi na danh ti net ti ca u su ca ra na ma danh ti te cha năng đa rung na ma danh ti tắc cha ca at ta năng đa ma danh ti tanh đi ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc uốn gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin chia sẻ cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, quý tôn tức, quý bà, quý cô tu nữ. Con xin kính chào đạo tràng. Con xin chỉ bạn trả bài Kinh Pháp Cú, phẩm số 80. U đá căng hí nay danh tí nạc tí ca, u su ca ra nam ma a mai danh tí tê cha nan, đà rùm na ma danh tí tắc cha ca, át tà năng đá mai danh tí pan đi ta. Con xin đọc lại. U đá can hi nang yam ti net ti ka u su ka ra namai yam ti te cha nang da rum nama yam ti chak ka ka tat chak ka attanam damai yam ti pandita. Con xin kể. Uda kanhi nayanti netika usura mayanti te janam darum nama anti chakara attananda mayanti pandita. Rồi con xin phân tích ạ, con xin lỗi, con quên. Uda kanhi là uda, uda là hai đoạn âm. Căng là trường âm nhấn, hí là đoạn âm, ná là đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nét là trường âm nhấn, tí đoạn âm, ca là trường âm, ú sú, ca ra, ú sú là hai đoạn âm, ca ra là hai trường âm, ná, má là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tê cha năng, tê là trường âm, cha là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đa rum, câu số 3, số 4 ạ. Đa rum, đa là trường âm thông thường, rum là trường âm nhấn. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná má là hai đoạn âm, chăn tí, chăn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tắc cha ca, tắc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ca là nguyên âm, trường âm thông thường, át ta năng, át là trường âm nhấn, ta là nguyên trường âm
thông thường, năng là chừng, âm đọc theo giọng nguyên âm, đá má là hay hay đoạn âm, danh danh là chừng âm nhấn, tí là đoạn âm, banh đí ta, banh là chừng âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là chừng âm thông thường. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắm tên, người thợ mộc uốn gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Dạ, con xin hết, và con xin sư và đạo tràng chỉnh sửa cho con biết là hôm nay con làm nhiều cái sai lắm. Dạ, xin con cảm ơn và xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Tha Giá. Con kính đảnh lễ Chư Sĩ Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Thăng trong Đạo Tràng, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào cô tu nữ, lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Đạo Tràng, Sư Kim Dung, Sư Thiên Vũ, Sư Mê Ta đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc và phân tích câu pháp cú hôm nay là câu 80 ạ. Uda kang hina yan ti net ti ka usuka la nama yan ti te cha nang darum nama yan ti tak cha ka atta nang dama yan ti pandita. Uda kang hina yan ti net tika usukara nama yanti te janang darun nama yanti tak caka akta nang dama yanti bandita. Ya, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Udakang hina yanti net tika usukara nama yanti te janang. Uda là đoạn âm, căng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Hí ná là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nét là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Và câu số 2, ú xú là hai đoạn âm, ca ra là hai trường âm thông thường. Ná má là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc thâu giọng nguyên âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Đà rùn nà ma dành tí tắc chá ca ác tà năng đà ma dành tí bành đi tà. Và câu số 3. Đà là trường âm thông thường, rùn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná má là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Và câu số 4, ắc là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đá má là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Uda kan hina yan ti net ti ka usuka nama yan ti te cha nang darun nama yan ti tak cha ka ta năng đa ma dành thi bệnh đi ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắm tên, người thờ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ câu pháp cú số 80. Uda kang hi na yan ti nen ti ka u su ka ra
Nama Yanti Te Chanang Tarunama Yanti Takchaka Antanang Dama Yanti Pandita. Dạ, con đã phân tích và con đã đọc xong. Con có sai, mong Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa giùm con. Con cảm ơn Đạo Tràng thật nhiều. Và con cũng đảnh lễ sư Tuệ Đức vừa vào Đạo Tràng. Và Nam Mô Bức Tha Giá. Còn bây giờ mời, xin mời bàn tay của dân Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Và con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 80 ngày hôm nay ạ. Udakkang hina janti netika usukara nama janti te chanang darung nama janti tatchaka attanang nama janti pandita. Udakkang hina janti net Tika usukara nama janti te chanang darung nama janta tatchaka attanang nama janti bandita. Dạ, con xin phép phân tích câu số 1 và câu số 2. Udakkang hina janti netika usukara nama janti te chanang. U đá là hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí ná là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nét là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ú sú là hai đoạn âm, ca ra là hai trường âm thông thường, ná má là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Udan năng hina dành tít nét tí ca usuka ra nama dành tít tê cha năng. Và câu số 3 và câu số 4. Đà rung nama dành tít tát cha ca atta năng dama dành tí bành đi ta. Đa là trường âm thông thường, rung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná má là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tắt là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ách là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đá má là hai đoạn âm, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Đà rùng nama dành tí tách chá ca ác tà năng đá ma dành tí bành đi ta. Dạ, con xin đọc lại ạ. U đá căng hi na dành tí nét tí ca u su ca ra nama dành tí tê chá năng đà rùng nama dành tí tách chá ca ác tà năng đá ma dành tí bành đi ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Udakanghi najanti netika usukara namajanti techanang darum namajanti tachaka atnang damayanti bandita. Udanang hi yanayanti netika usukara namayanti techanang darung namayanti tachaka atnang damayanti bandita. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, con xin mời cô Hành Kiểm ạ. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo, và con kính đảnh lễ
Phật Bảo, con kính đảnh lễ Pháp Bảo, con kính đảnh lễ Tăng Bảo, và con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài câu kinh Pháp Cú số 80. U đất càng hi na dằn ti na ti cà u su cà rà na ma dằn ti tề cha nằng đà rùm na ma dằn ti ta cha cà át tà nằng đa na đa ma dằn ti bàn đi tà. Thì con xin đọc lại. Dạ. Ta dạ ta na ta do na ma ya ti ta Dạ, Nam Mô Bích Thay, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai, là con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ cho cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con không có thấy ai cầm mic, con không biết là đến phiên con chưa, nhưng mà con để mất thì giờ, dạ con xin trả bài. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú 80. Uda Căng Hina Dàn Tinet Tika Usukara Namayan Tite Chanang Darum Namayan Titat Chaka Attanang Damayan Tibandita Udakang Hinayan Tinet Tika Usukara Namayan Tite Chanang Darum Namayan Titat Chaka Atta Nang Đá Ma Dàn Ti Bàn Đi Tà. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích. Ú đá hai đoạn âm căn, trường âm thông thường. Hí ná giá, hí ná hai đoạn âm, dàn trường âm nhấn, tí đoạn âm, nét
trường âm nhấn, tí đoạn âm, ca trường âm thông thường. Ú, xú, hai đoạn âm, ca, ra, hai trường âm thông thường. Ná, má, hai đoạn âm, gian, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, tê, trường âm tê, trường âm thông thường, chá, đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng ngân âm. U đa cằn hi na dàn ti nết ti cà u su cà ra na ma dàn ti tề cha năng. Đa trường âm thông thường, rung trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ná, má, hai đoạn âm, gian, trường âm nhấn, tí, đoạn âm, tách, trường âm nhấn. Chá, đoạn âm, tha, trường âm thông thường, ách, trường âm nhấn, ta, trường âm thông thường, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đá, đoạn, đá, má, hai đoạn âm, gian, trường âm nhấn, tí, đoạn âm. Bon, trường âm nhấn, đí, đoạn âm và ta, trường âm thông thường. Đa, đa gùm, na ma dàn tí tách, cha ca, át ta, năng, đá, ma dàn tí bàn, đi ta. U đa cằn, hi na dàn tí nít, tí ca, u su ca, ra, na ma dàn tí tê, cha năng. Đa ru na ma dàn tí tách, cha ca, át ta, năng, na. Đa ma dàn ti bàn đi tà. Dạ, con xin kể. U đa căng hi na dàn ti nát ti tà. U su ta ra na ma dàn ti chê cha năng. Đa rung na ma dàn ti tách cha ca a ta năng đa. Mà dàn tì bàn đi tà. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con có sai. Xin nghe gọi là ở trang chỉnh sửa. Dạ, cảm ơn anh Giang Nhật nha. Rồi, dạ, trao nước lại cho đạo trang. Dạ. Alo, à, để được đợi đức chờ chút ha. À, lâu lâu đến với đạo tràng, thử thách đạo tràng, coi cái giọng đọc của mình có hay hay không, sự phân tích của mình có chính xác hay không. À, quý vị thấy Thích Hà hôm nay thử thách đạo tràng của chúng ta, quý vị có nghe rõ không? Quý vị có thấy Thích Hà hôm nay thử chúng ta không? Rồi có nhân hả? Không có nhân nghĩ gì hết á. Cái chuyện gì có nó có, không nó không à? À, quý vị có thấy Thích Hà thử chúng ta không? Đâu có thử á, thiệt, cái này thiệt chứ không có thử. À, quý vị có nghe rõ không? Cả đạo tràng bị Thích Hà qua mắt ha. Người ta đọc có thử mình mà coi như coi mình có theo dõi hay không. À, con cười nữa chứ. Trời ơi, quý vị thấy cười, cười này cười khi dễ nha. Đọc sai. Khóc hả? Khóc chứ không phải cười hả? À, khóc. Khóc mà sao cái miệng giống cười quá vậy. Chữ U Đắc Căng, chữ đầu tiên á, quý vị nghe Thích Hà đọc sao? U Đắc Căng, khi mà phân tích, Thích Hà phân tích như thế nào? Nào cái chữ đầu tiên thôi, chứ đừng có nói nguyên câu. Nguyên câu không có nói, chỉ cần bắt lỗi cái chữ đầu tiên. Người ta nói văn hay chẳng lựa là dài, vừa đọc đầu bài đã biết văn hay. Mà bây giờ vô đầu á, thử thách chúng ta mà chúng ta coi như là thực hành cái pháp môn tam tịnh nhục không được nha. Không nghe, không thấy, không nghi ngờ, không được. Vô đây học phải hỏi, sai phải sửa. À, cái vấn đề kệ, quý vị kệ sao cũng được hết á. Nhưng mà bây giờ trong cái dòng kinh nè, khi mà phân tích trường âm và đoạn âm nè,
Chữ U Đá Căn, Sĩ Hà phân tích làm sao? À, bây giờ có Sĩ Thi Lâm ha, à, Sĩ Căn Lạc nè, à, đưa lên trên Facebook á, thì quý vị nghe lại Sĩ Hà nè. Chúng tôi không có đổ oan cho người ta, sai là phải sửa. U Đá Căn, chữ căn này mà nói rằng đây là một trường âm thông thường. À, quý vị thấy chán chưa? Nói trường âm thông thường quý vị cũng ngồi tỉnh bơ đâu được. Đây đâu phải trường âm thông thường. Mình khi mà nói trường âm thông thường quý vị không có phản ứng. À, Sĩ Hà nói rồi. Rồi, mình đọc sai, mình đọc lộn, mình đọc trật mà không ai biết gì hết. Cậu ơi, không, được rồi, thiết mấy ta lớn tuổi lãng tai được rồi. Nhưng mà còn người khác, nó lộn người nên lại á, có ai bắt lỗi đâu mà phải nói lại. Mình phải bắt lỗi, thấy cái sai người ta. U đá, hai đoạn âm, trường âm đọc thấy giọng nguyên âm, nhầm cái gì, đọc sai, nó đọc nhầm. Khổ quá bà ơi. Đọc sai nó đọc sai, không có nhầm gì hết. Luật là luật, lệ là lệ. Lệ là vô trong cái rung này, cái lệ của rung vậy á. Nhưng mà cái luật á, trường âm có ba loại. À, sai là sai, đúng rồi. Chứ bây giờ nói là bây giờ coi như nói bây giờ đọc như vậy, rồi bây giờ quý vị trong rung bắt chước. À, chỉ căn trường âm thông thường, ai cũng thông thường hết thì thôi, còn gì để mà nói. Ở đây này, cái vấn đề quan trọng này, cái câu phát ngôn này: người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên uống tên, người thầm mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Nhiếp tự thân tức là phải tự chỉnh sửa. Tại sao nước từ thấp chảy lên cao? Tại sao coi gì một cái gỗ phải là một cái mũi tên, phải uống nắng, nó phải nhắm mắt, phải chỉnh sao cho cái tên này á, mà mình bắn ra nó đi một cái đường thẳng, chứ không phải cái mũi tên mà nó cong quẹo ha. Rồi một cái đùm xe, một cái vành xe, mình phải uống nắng hơi lửa làm sao theo ý của mình. Thì bây giờ nước, gỗ là những cái vật mà coi như không có tâm thức, mà người ta còn làm được không gì của người của mình có cái tâm thức, à, nên là có sự biết, có thức tánh. Vậy thì cái biết này để làm gì? Cái biết này mình hơn những cái vật vô tri vô giác kia. À, cho nên cái vấn đề mà ôi, hồi nãy còn có sức Kim Dung hả? À, ví dụ chúng tôi là ông lái đò nữa chứ. Trời ơi, quý vị biết có bốn cái pháp mà chúng ta không nên bắt chước. Trong bốn pháp đó có ông lái đò. Tại sao chúng ta không làm như ông lái đò? Tại sao chúng ta không làm như ông cai trường? Tại sao chúng ta không làm như cái kiến soi mặt? Và còn một pháp nữa, quý vị tìm dùm đi. Bốn pháp không nên bắt chước ông lái đò, mà Sĩ Kim Nhung nói cá nhân chúng tôi là ông lái đò, không nên bắt chước ông, bởi vì ông hay sửa lưng quý vị phải không? Người ta đưa ngồi thẳng, người ta đứng thẳng, ngồi lưng cũng thẳng. À, bây giờ vô rung này bị sửa lưng nè. À, cho nên đừng có bắt chước cái ông lái đò. Không nên làm như cái mặt kiến, không nên làm như ông cai trường. Và còn một điều nữa là không nên làm gì? À, là người dạy học trò hết lớp này tới lớp khác. À, tu là sửa. À,
Rồi xíu nữa sẽ nói vấn đề ông đã đọc, bây giờ học ha. Còn đại đức tuệ đức đưa tay nãy giờ chắc mỏi rồi ha. Rồi cũng thỉnh đại đức tuệ đức, nhưng mà chỉ ca chỉ khà nhớ u đắc căn, chữ căn này là trường âm đọc theo giọng nguyên âm chứ không phải là trường âm thông thường. Nghe lại trên Facebook đi ha. Chỉ ca thi an lạc đưa lên coi lại chỗ đó bị phân tâm hay là thử thách đạo tràng không biết nữa. Rồi Sĩ Khà tự biết nha. Rồi mời kính thỉnh đại đức tuệ đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu số 80. U-đắc-căn hina-yan-tin-net-tika usukara namayang tite chanang darum namayang titak chaka atta nang damayang tipandita. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin cài. U-đắc-căn hina-yan ti-ne-ti-ka U-su-ka-ra nam-a-yan ti-te-cha-năng Đà-rung nam-a-yan ti-ta-cha-ka A-ta-năng đam-a-yan ti-pan-đi-ta U-đắc-căn hina-yan ti-ne-ti-ka U-su-ka-ra nam-a-yan ti-te-cha-năng Đà-rung nam-a-yan ti-ta-cha-ka Atta nang damayang tipandita Udakang hinayang tinetika Usukara namayang titejanang Darung namayang titacaka Atta nang damayang tipandita. Dạ con xin hát ạ. Con xin nhận biết cho đạo tràng ạ. Alo, 123, 123. Sà thủ. Sĩ Quang Thanh đưa tay ha. Rồi, mời Sĩ Quang Thanh tưởng hết rồi chứ. Bây giờ còn Sĩ Quang Thanh, xin mời. Con lễ ba ngôi Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ đạo tràng có nghe thấy rõ à? Con cảm ơn cô Thiên Vũ. Kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con kính đảnh Tuệ Đức, con kính lễ bà với cô Tư Nữ, con kính lễ cô Tư Nữ Phước Thạnh. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc bài câu Pháp Cú 80 ạ. U-đa-căng hi-ni Hina dan tinet tika usukara namarade chanang darung namaran titak chaka attanang damaran tibandita. Giờ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Udakang hina za Hinara hinaran tinetika usu karana maran tite chanang. Ú đá là hai đoạn âm, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hí ná là hai đoạn âm, dan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, nết là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ú sú là hai đoạn âm, ca ra là hai trường âm thông thường,
Ná má là hai đoạn âm, dân là trường âm nhấn, tí đoạn âm, tê là âm thông thường, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Uda kang hina ran ti ne ti ka u su ka ra na ma ran ti te chang bốn ạ. Đà rung na ma ran ti tắc cha ca át ta năng đa ma ran ti bàn đi ta. Đa là trường âm thông thường, rung là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná má là hai đoạn âm, răn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, át là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đá má là hai đoạn âm, răn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, băn là trường âm nhấn, đí đoạn đàn âm, ta là trường âm thông thường. Đã con xin đọc lại toàn bài. Uda kang hina ran ti ne ti ka u su ka ra na ma ran ti te cha nang. Đà rung na ma ran ti tắc cha ka at ta nang đa ma ran ti ban đi ta. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắn tên, người thợ mộc uốn gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Đấy của bạn dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. U đa căng hi nà răn ta na mà đàn ti mà đàn ti tăng cha. À, con đã kệ và con đã đọc và kệ xong, con có sai mong ngài trí thức và đạo tràng sửa cho con. Và con suy xuống mic ạ, mời vị kế tiếp ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không ạ? Ôi, xa tù, chị Quang Thanh. Hôm nay, một cái điều rất là quan ý, đó là Xích Hải 2020. Quý vị thấy Xích Hải rất là nhiệt tình ha. Trong khi những cao thủ chưa đưa tay, nhưng mà Sĩ Khải đưa tay, nghĩa là trên cái tinh thần cầu tiến, trên cái vấn đề học hỏi, nghĩ rằng mình tham gia với đạo tràng, dở hay không cần biết, nhưng mà thể hiện hết khả năng của mình, tức là bậc trí nhiếp tự thân, tức là mình tự chiến thắng lấy chính mình. Trong khi nước không có tâm thức, gỗ không có tâm thức, mà người ta tạo nên những vật hữu dụng. Vậy thì mình có thức tánh nè, mình có vấn đề mình có tri giác nè, tại sao mình lại thua những cái loài cây cỏ không có tri giác. Cho nên hôm nay Sĩ Khải đưa tay lên đọc, hay dở không quan trọng, nhưng mà trên cái tinh thần chúng tôi rất hoan hỷ, mạnh dạn lên, bởi vì chúng ta phải tự chiến thắng lấy chính mình. Và hôm nay chiếc mê ta một nè, chiếc lá mùa xuân là hai, chiếc hồng mai là ba, chiếc kim nhung là bốn, chiếc kim vũ là năm, niệm từ là sáu, huynh nhân nhạc hà, rồi chiếc khải, rồi chiếc quang thanh, rồi đại đức đức khích lệ tinh thần cho chúng ta tham gia, thì
đây là một cái bài học rất có giá trị, rất có giá trị. Cho nên khi mà học đến cái bài này, chúng ta thấy phải tự chiến thắng lấy chính mình, tự chiến thắng lấy chính mình. Ở đây trong cái dòng kinh, chúng tôi chú ý ha, dòng kinh trường âm đoạn âm, đó là điều quan trọng của một người con Phật, nhất là Phật Phật tử Nam truyền. Nếu mà không biết Pali xin lỗi, họ coi thường. Chúng ta không biết Pali thì bất cứ một cái hội chúng nào của Phật giáo chúng ta không tham gia được. Đó là Lào, đó là Campuchia, đó là Myanmar, đó là Sri Lanka hay là Thái Lan. Nếu mà chúng ta không biết Pali thì chúng ta coi như tu theo đạo vòng, tức là đi vòng vòng mới ngoại á, đâu vô chánh địa, đâu lễ bái tam bảo, đâu thọ trì quy giới được. Mà chúng ta biết đọc Pali thì chúng ta được gọi là mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa Phật là có một nhà, bên ngoài nhập được. Mình nói tiếng Lai không được, nói tiếng Lào không được, nói Campuchia, nói tiếng Khmer không được. Nhưng mà bây giờ mình nhào vô đó, không phải nhào vô để ăn đòn ha, mình nhào vô đó thì mình thấy rất là thân thiện. Họ đọc Pali được, mình cũng đọc được. Cái quan trọng quý vị phải đọc được Pali. Mà đọc được Pali thì đi đâu á, quý vị cũng cảm thấy rằng nó ấm áp tình người. Nói vậy rồi cái Sĩ Khai Hà nghe tự ái bỏ chạy rồi. Đọc sai. Bây giờ cái nói tới cái vấn đề đọc đúng Pali, cái Sĩ Khai Hà bỏ chạy ha. Không phải chạy ra ngoài để trốn chạy vô, chứ không phải chạy luôn ha. Cái gì? 2.5 ly hả? Đúng rồi, 2.5 ly cũng được đi. Miễn sao có Pali trong đó được. Cho nên rồi Sĩ Khai Hà, rồi quan hỷ ha, cố gắng đọc sao cho nó đúng giọng. Ở đây không phải là chuẩn, nhưng mà chúng tôi tạo cho quý vị một cái căn bản để cho quý vị nhìn vô cái chữ Pali đó đọc được, tự tin. Và khi mà tự tin đọc được á thì quý vị thấy là tới chùa Tích Lan, tới chùa coi như là Lào, Campuchia, Thái, quý vị thấy giống như cái nhà của mình đó. Cảm thấy hoan hỷ. Nhất là Uka sao mấy dân phần tê ha, quý sung rất khá nó thài nha. Cái vấn đề tam quy ngũ giới, trách nhiệm của một người con Phật mà tam quy ngũ giới mà không xin, không thọ trì, không đọc được thì như vậy thì gọi là sao, hay nói Phật tử ha, dùng cái từ Phật tử, tử này là tử chết chứ đâu phải là tử con. Đọc Pali mà tam quy ngũ giới, trách nhiệm bổn phận của mình mà đọc không được thì bây giờ mình tới mấy hội chúng đó mình cảm thấy mắc cỡ. Họ đâu có đọc tiếng Việt, họ đọc bằng Pali thuần túy. Bây giờ mình đọc được Pali tới đây thì hay sao tôi vậy ha, họ đọc được mình cũng đọc được ha, cảm thấy ấm áp tình người ha, ấm áp tình người. Rồi cái câu Phật ngôn này á, duyên sự hơi dài, quý vị thông cảm ha. Bây giờ chúng tôi đọc lại một lần rồi nói lên ý nghĩa tự vấn. Uda cần hi na dành ti na ti ca u su ca ra na ma dành ti tề cha nằng đa rùng na ma dành ti ta cha ca át ta nằng đa ma dành ti bành ti ta. Rồi bây giờ hồi nãy chưa kể ha, nhưng mà quý vị kể hay hơn chúng tôi. Chàng gà cũng gái Ô đa căng hi na danh ti na ti ca ngu su ca ra na ma danh ti tê cha năng đa rung na ma
yan ti ta cha ka ta nang da ma yan ti ban di ta. À, quý vị cố gắng à, dở hay không cần biết, nhưng mà cố gắng đọc lần hai câu à, cố gắng đọc lần hai câu để hai câu này nó bổ sung ý nghĩa à, đừng có đọc một câu, đọc một câu nghe nó rời rạc mà không có xúc tích. Cố gắng đọc lần hai câu này ha. Ủa đa căng hi na yan ti na ti ca u su ca ra na ma yan ti te cha năng đa rung na ma yan ti ta cha ca an ta năng đa ma yan ti ban di ta. Đọc không hay hơn ai, nhưng mà quý vị cố gắng à, đọc lần hai câu ha. Rồi bây giờ đọc được nhưng mà ý nghĩa là sao? U đắc cần, cái từ u đắc cần câu đầu tiên á, u đắc cần do từ u đắc ca. U đắc ca là một danh từ trung tính ác rành tân la phùng sắc cà linh ga. Và u đắc ca này được chia theo đối cách số ít đô tỷ gia quỳ phát thị ê câu quá trình á, cho nên u đắc ca biến thành u đắc căn. U đắc căn là nước. Rồi từ thứ hai, hí. Hí đây là một trang từ đúng vậy, thật vậy, đúng vậy, thật vậy. Rồi từ thứ ba, nó danh tí, cái động từ này. Động từ số nhiều chứ không phải động từ số ít ha. Số ít là nó gia tí, còn đây nó danh tí. À, nó danh tí có nghĩa là dẫn. Dẫn à, dẫn ở đây có nghĩa là coi như à, mình đưa một cái này, mình đưa một cái kia, mình đi trước rồi người ta đi theo sau, gọi là dẫn. Hoặc là mình làm cho nước từ ở dưới chảy lên cao, cái này gọi là dẫn à, cái động từ ha, dẫn nước đúng rồi, dẫn dẫn nước. Netika, netika do cái từ netika, nó là một danh từ nam tính ác rành tập cùng linh ga. Và netika được đứng làm chủ từ số nhiều và bà hú quá cho nó quyền pháp đi, cho nên netika biến thành netika. Những người dẫn nước hay là những người đào mương, netika là những người đào mương, những người dẫn nước. Alo, netika. Rồi, những người đào mương hay những người dẫn nước. Rồi, đó là ý nghĩa câu đầu tiên. Câu số 2. Câu đầu tiên à, thật vậy, những người đào mương dẫn nước. Ý nghĩa câu đầu tiên, những người đào mương dẫn nước. Và câu số 2, Usukara namajan tite chát năng. Usukara namajan tite chát năng. Usukara, chữ ở đây Usukara do hai từ ha, Usu và Kara. Usu nó là một danh từ nam tính ha, Ukrantapumlinga. Usu là mũi tên. Rồi Kara, Kara do cái từ Kara. Kara đây là cũng là một cái danh từ nam tính Ukrantapumlinga. À, Kara có nghĩa là việc làm, nhưng mà động từ của nó là karoti ha. À, đây là việc làm. Usukara à, những người làm tên, những người làm tên, tức là thợ làm tên, những người thợ làm tên. Ừ,
Usukara. Rồi, động từ thứ hai. Namayanti. Namayanti. Đây là một cái động từ số nhiều. Namayanti là uống nắng. Uống. Tức là mũi tên mà muốn cho nó thẳng và bẻ qua bẻ lại, phải hơ, phải nướng, phải thế này thế kia, cái đó là uống nắng, làm cho nó thẳng. Uống, uống nắng có đen cái thợ làm tên mà nếu mà chỉ uống có đen là cái mũi tên nó vô mắc cổ luôn á. Uống nắng đúng rồi, nó mà dành thì uống nắng mũi tên. Rồi sao nữa? Sụp cả ra năm mươi dần thì tê chát năng. Tê chát năng là do từ tê chả ná. Tê chả ná nó là một danh từ trung tính. A kran ta na bùng sắc của linh ga. Và tê chả ná ở đây được kia theo đối cách số ít đối kỳ gia quỳ pháp tức ạ công quá chả ná. Cho nên tê chả ná biến thành tê chát năng. Tê chá năng nó cũng giống như cái chữ ú số vậy ha, có nghĩa là mũi tên. Mũi tên rồi câu số 2 này. Ú số cà ra nắm mắt danh tí tê chá năng. Những người thợ làm tên uống nắng mũi tên. Những người thợ làm tên uống nắng cây tên hay là mũi tên. Những người thợ làm tên uống nắng cây tên. Và con bà Đà rung Nam dành tí tắc chắc ca. Đà rung Nam dành tí tắc chắc ca. Chữ đa rung do từ đa rú. Đa rú nó là một danh từ trung tính. Akran-u-karan-ta-na-pum-sa-ka-linh-ga. Và chữ đa rú này được chia theo đối cách số ít đu tị giá quỳ phát tí e ka wa chan á. Cho nên chữ đa rú biến thành đa rung. Đa rung là thanh gỗ. Đa rung là thanh gỗ. Rồi, năm mươi danh tí giống như ở trên. Uống nắng. Rồi, tát chạc ca. Tát chạc ca do cái từ tát chạc ca. Tát chạc ca nó là một danh từ nam tính. Ác ranh ta phung linh ga. Và tát chạc ca này được chia theo chủ từ số nhiều. Bhatma bahu vachana vipatti. Cho nên tát chạc ca biến thành tát chạc ca. Những người thợ mộc. Những người thợ mộc. Cái này thanh gỗ thì không thể gọi là uống nắng nữa. Mà những người thợ mộc tạo dáng thanh gỗ. Những người thợ mộc tạo dáng thanh gỗ. Và câu cuối cùng. Những người thợ mộc tạo dáng thanh gỗ. Câu cuối cùng. Atta năng dhamma dành tiết bành đi ta. Atta năng dhamma dành tiết bành đi ta. Chữ Atta năng do từ Atta. Atta là một danh từ nam tính. Akran tapum rinh ga. Và Atta ở đây được chia theo cái gì? Được chia theo cái gì đây mà gọi là bản thân? Atta năng. Atta năng này sở hữu cách ha. Sở hữu cách dung hồng
Alo, alo, sao rồi chị Kim? À, cái chị thứ hai hả? Đối cách hả? Alo, chị Kim ơi, tại sao cái chị thứ hai? Bản thân Atta năng. Nếu mà đối cách thì phải là đối cách số nhiều. À, Đức Thị Gia bị phát tiếp bảo quá trình á. Atta năng là bản thân. Rồi từ thứ hai Dhamma Yanti, động từ số nhiều, có nghĩa là chế ngự, thu thúc, thuần hóa, chinh phục. Chữ Dhamma Yanti tức là chế ngự, thu thúc, chinh phục, thuần hóa. Rồi cái gì nữa? Bandita. Bandita do từ Bandita. Bandita là một danh từ nam tính Akranta Pumlinga. Và ở đây Bandita đứng làm chủ từ số nhiều Bathama Bahuvachana Vipatti. Cho nên Bandita biến thành Bandita, những người trí tuệ, hay là bậc thượng, bậc thiện trí, bậc thiện trí, hay là những người trí tuệ. Vậy thì Atta Năng Dhamma Yanti Bandita, những người trí tuệ chế ngự bản thân, những người trí tuệ hay là bậc thiện trí chế ngự bản thân. Câu Phật ngôn 80 cho chúng ta ý nghĩa. Đúng vậy, những người đào kinh dẫn nước, những người thợ làm tên uống tên, những người thợ mộc tạo dáng thanh gỗ, những người trí tuệ chế ngự bản thân. Xin lập lại. Cái gì đưa tay? Không có thời gian nữa đâu, bởi vì cái bài này duyên sự dài. Còn có thời gian thì quý vị sẽ thảo luận. Thôi, Sĩ Kim bỏ tay xuống đi. Không có thời gian nha. Đánh nhanh rút lại nè. Câu Phật ngôn này, Ngài Hòa Thượng Giới Đức, Ngài Phổ Thơ Lực Bác thế này. Đào mương dẫn nước, khéo thay, mũi tên công vậy, uống ngay, chẳng phiền. Gỗ bên thành một đéo liền, khiến ta thành chánh, trí hiền, nhiếp tâm. Đào mương dẫn nước theo thay, mũi tên công vậy, uống ngay chẳng phiền. Gỗ ven thợ mộc đẽo liền, khiến ta thành chánh, trí hiền, nhiếp tâm. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, người trì thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ bậc trí nhiếp tự thân. Người trì thủy dẫn nước, kẻ làm tên uống tên, người thợ mộc uống gỗ bậc trí nhiếp tự thân. Rồi thì duyên sự nó hơi dài nha, dài mà hay, chứ không phải dài mà coi như là dai, dài mà dở, dài mà hay. Quý vị chú ý tại sao câu Phật ngôn này, chúng ta lấy đó là một bài học để áp dụng trong cuộc sống, rất có giá trị. Alo, Atta Năng nghĩ là chất thuốc thi quý phá tí và hữu quá trời na. Rồi chất thuốc thi cái chia thứ tư. Rồi cái này á, quý vị chỉ lướt qua thôi, đừng có đi sâu vào văn phạm nhất đầu á. Chúng tôi chỉ nói như vậy thôi, còn quý vị mà đi vào nội dung á, thì khi đó sẽ có một cái vấn đề chuyên đề, còn ở đây đi vào hình thức nhiều hơn mà chú trọng về cái nội dung của bài học, chú trọng về nội dung bài học. Xin tiếp thu ý kiến của Sĩ Kim. Câu Phật ngôn 80 nói lên cái vấn đề gì? Khi mà Đức Phật người tại chùa Kỳ Viên
thì ngài đề cập đến một cái vị sa di tên là Bandita. Mà cái tên Bandita này à, quý vị thấy trong câu Phật ngôn này cũng có tên của cái vị đó à, có nghĩa là Bandita, cái chữ cuối cùng đó, Atta nàng đã mang dành cái Bandita. Nhưng mà vị sa di đó tên là Bandita. Bandita là gì? Hiền trí, hiền trí, à, bậc có trí à, mà chúng ta đang học cái phẩm này là phẩm Bandita quốc gia à, tức là phẩm hiền trí. Thì cái vị sa di này có tên là Bandita. À, trong thời quá khứ có một lần nọ, bậc đạo sư Kassapa ngự vào thành Varanasi dẫn theo hai muôn vị thánh lậu tận, tức là Đức Phật Toàn Giác Kassapa. Cái vị này á, nhắc lại cái thời gian để cho chúng ta biết đây là một vị Phật Toàn Giác mà quá khứ. Nhưng mà Đức Phật Kassapa này trước Đức Phật Gotama của chúng ta bao lâu? Cái nghĩa là trong hiền kiếp này có năm vị Phật xuất hiện. Vậy thì Đức Phật Kassapa là vị Phật thứ mấy trong cái lúc này? Alo, ngủ hay rồi hả? Sao hỏi mà không có ai cho biết ý kiến gì hết. Vị Phật thứ ba, đúng rồi à, Đức Phật thứ nhất là các cú sanh tha, Đức Phật thứ hai là Gona Gamana, Đức Phật thứ ba là Kassapa, Đức Phật thứ năm là Maitreya, còn Phật thứ tư là ông Phật nào? Thôi, ông Phật thứ tư à, ông Phật thứ tư là Gotama, tức là ông Phật hiện tại á. Rồi, trời ơi quá trời đất, biết hết rồi. Như vậy chắc thôi chúng ta đi thẳng vô bài học ha. Tức là trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa thì ngài dẫn theo hai muôn vị thánh tăng đi vào trong thành Varanasi. Rồi dân chúng tự lượng sức của mình rủ nhau từng nhóm 8 người, 10 người hoặc là 50 người ha. À, tiếp đãi chư tăng mới đến, nhất là bổ thí cúng dường về tứ vật dụng. Rồi một hôm sau khi tổ thực bậc đạo sư tỏ lời quan hỷ trong phước thí và thuyết giảng như thế này: này các thiền gia nam tử, nơi đây có một số người nghĩ rằng ta nên xuất của nhà của ta ra tự mình làm việc phước thí, cần gì và kêu rủ những người khác làm. Và thế rồi những người này tự mình làm việc phước chứ không có rủ rê ai hết. Thì trong cái kiếp tái sanh họ được tài sản dồi dào nhưng mà không được đông đảo những người tùy thuộc bà con. À, là có một số người nữa chỉ kêu gọi người làm phước, còn tự mình thì chẳng có bố thí cái gì hết á. Cho nên trong kiếp vị lai họ được nhiều người tùy tùng, bà con, thân quyến, nhưng mà tài sản không có được dồi dào. Còn một số người tự mình không bố thí, cũng không kêu gọi ai bố thí à, trong thì ở trong kiếp vị lai họ không thể nào được phú túc về mặt tài sản và tùy tùng, quyến thuộc. Trái lại họ còn nghèo túng đến phải đi ăn xin cơm thừa cá cặn mà sống qua ngày để chờ qua đời. Một số người lại tự mình làm phước bố thí và kêu gọi người khác bố thí làm phước. Thì kiếp sau họ đầy đủ phước báo, tài sản dồi dào, bà con, thân bằng, quyến thuộc đông đủ. À, khi mà Đức Phật Kassapa ngày trước như vậy thì có một người thiền nam là một người có trí,
ông ta đứng gần đó và nghĩ, ô, bây giờ ta sẽ làm theo cách của cái nhóm người thứ tư, để sau này có được tài sản, rồi có được thân bằng quyến thuộc đông đủ. Thế là ông ta đảnh lễ bậc đạo sư và bạch rằng: bạch ngài, ngày mai xin các ngài hãy thọ bát của chúng con. Thì Đức Phật mới hỏi là, cái khả năng của ông á, thì ông cần bao nhiêu vị tỳ khưu? Bạch ngài, Duy Tăng theo ngài có được là bao nhiêu vị tỳ khưu? Ồ, hai muôn vị tỳ khưu đó nghe. Bạch ngài, con xin ngài với tất cả các vị tỳ khưu ngày mai đến thọ bát ngôi nhà của con. Tức là ông ta tỉnh hết luôn. Và thế là Đức Phật im lặng nhận lời. Cái ông Thiền Nam này đi vào trong làng báo tin cho dân chúng hay là: các người ơi, tôi thỉnh được chư tỳ khưu tăng có Đức Phật là thượng thủ ngày mai đến thọ bát nơi nhà của tôi. Các người ai có sức hộ đạo, hộ độ được bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy hộ độ bấy nhiêu vị nha. Rồi khi nghe như vậy thì dân trong làng tùy theo khả năng của mình, người thì nói chúng tôi để bắt 10 vị, chúng tôi 20 vị, chúng tôi 100 vị, chúng tôi 500 vị. Ô, ông Thiện Nam đó lấy giấy ghi tất cả danh sách thí chủ từ đầu đến cuối. Vào lúc đó ở trong thành có một anh chàng nông dân nghèo khổ, nghèo quá đủ là nghèo, cho nên người ta gọi anh chàng là đại nghèo luôn, Maha Dukkata, đại nghèo, nghĩa là nghèo đến cái độ không ai nghèo hơn anh ta nữa. Nhưng mà anh chàng Thiện Nam này khi gặp anh ta thì cũng rủ: này bạn đại nghèo Maha Dukkata, ngày mai tôi tỉnh tỳ khưu tăng có Đức Phật cầm đầu đến nhà của tôi và cúng dường làm phước, vậy thì bằng bạn để bắt cho bao nhiêu vị tỳ khưu đây? Anh chàng Maha Dukkata mới nói: thưa ông, nhà tôi mà ông hỏi để bắt vị tỳ khưu hả? Để bắt cho vị tỳ khưu là phải là người giàu có, còn tôi buổi sáng kiếm một nhúm gạo để nấu cơm mà cũng không có. Tôi làm thuê làm mướn sống lây lắc qua ngày, thì biết lấy gì mà để bắt cho một vị tỳ khưu mà ông kêu gọi tôi là sai địa chỉ. Cái người đi khuyên nhủ người khác làm phước thì phải là người khéo nói mới thuyết phục người khác theo mình được. Bởi vậy ông Thiện Nam này giàu nghe mà đúc cả ta thang túng thiếu cũng không có làm thinh, mà nói tiếp rằng: này bạn Maha Dukkata, trong thành này có nhiều người ăn ngon mặc đẹp, nằm trên giường ngà chiêu ngọc, thân thể thì trau dồi đeo dắt nhiều cái loại nữ trang quý giá, họ thì tạo hưởng phúc lộc dồi dào như vậy, còn bạn thì mỗi ngày phải đi làm thuê làm mướn cực khổ, kiếm ăn cũng không có no bụng. Thế mà bạn không biết nghĩ rằng vì ta không có gieo chút ít cái phước chi trong quá khứ, cho nên đời này ta không có hưởng được cái sự giàu sang. Ồ, thưa ông, tôi biết chứ. Thế thì tại sao bây giờ bạn không làm phước? Bạn còn trẻ trung đầy sức mạnh, nếu mà bạn làm thuê lãnh tiền công thì tùy theo cái sức của mình mà làm phước bố thí thì như vậy quá tốt rồi chứ. Trong lúc ông Thiện Nam này dùng cái tài khung biện để giảng giải thì anh chàng Maha Dukkata phát sinh sự kinh cảm, mới hứa rằng làm thuê được nhiều hay là ít tôi không cần biết, nhưng mà tôi hứa sẽ để bát cho một vị tỳ khưu. Ồ, ông Thiện Nam khi nghe như vậy thì cứ nghĩ rằng anh chàng này hứa bừa, cho nên không có ghi vô sổ. Và nhiều khi còn nghĩ rằng ồ, chỉ có một vị tỳ khưu thì biến vào sổ làm cái gì. Còn
chàng Ma Đúc Cà Ta về nhà bảo vợ này khen nổi à, mai này dân chúng ở trong thành sẽ đặt bắt cái tăng, cái ông hội trưởng có gọi anh để bác hồ đồ cho một việc tiệc thường, và anh cũng đã hứa ngày mai chúng ta sẽ để bác hộ độ cho một vị tỳ kheo đó. Rồi khi đó vợ anh chàng không có nói rằng nhà chúng ta nghèo, sao anh nhận lời làm cái gì? Nhưng mà cô ta lại nói, ô, nhận lời là phải lắm, chúng ta kiếp trước không có bố thí chút gì, cho nên kiếp này sinh ra gặp cảnh khốn cùng. Vậy thì hai vợ chồng chúng ta hãy đi làm thuê để góp cái tiền công lo sức bác hộ độ cho một vị tỳ kheo đi. Và thế là hai vợ chồng đi ra khỏi nhà, đến cái chỗ, cái chợ nơi mà người ta mướn người làm công. Ông trưởng giả đi đến chỗ đó và thấy hai vợ chồng và nói với Maha Đúc Cà Tá, chú làm được cái công việc gì? Dạ thưa ông, việc gì làm cũng được hết. Thế thì hãy đến nhà của ta, hãy bữa một số củi để ngày mai ta thỉnh đề bác 300 vị tỳ kheo có số củi để mà đốt. Rồi ông trưởng giả bảo người nhà mang dao búa trao cho Maha Đúc Cà Tá. Anh này cột cái thắt lưng lại cho chặt, rồi ráng sức mà bữa củi. Khi thì dùng dao, khi thì dùng búa, nghĩa là cái bàn tay coi như thao tác một cách rất là thuần thạo. Và khi thấy như vậy thì ông trưởng giả mới hỏi, này chú em, hôm nay chú em làm việc hết sức là siêng năng, hăng hái. Vậy thì cái nguyên nhân nào mà ngươi làm việc một cách say mê, hăng hái, vui vẻ như vậy? Dạ thưa ông chủ, ngày mai con được để bác cho một vị tỳ kheo. Ô, mà khi nghe như vậy thì ông trưởng giả này phát tâm sự hoan hỷ, trong sạch đối với anh chàng Maha Đúc Cà Tá, vì nghĩ rằng chà, chuyện chú này là rất là khó, bởi vì ta làm việc mà không có than thở, tôi nghèo khổ, tôi đi làm thuê làm mướn, ăn không đủ ăn, về mà còn dám để bác cho một vị tỳ kheo mà trong khi làm việc thì thấy có vẻ vui vẻ. Thì còn riêng cái bà trưởng giả thì khi ra cái chợ mà mướn nhân công á, những người đi làm thuê làm mướn, ra chợ thấy vợ của anh chàng Maha Đúc Cà Tá thì hỏi, này con làm được cái việc gì? Dạ thưa bà, tùy bà chủ sai bảo con làm cái gì thì con làm việc đó. Và khi nghe như vậy thì bà trưởng giả dẫn cô ta vào trong cái trại để mà giã gạo á, khiến người nhà mang cối này, chai này, trao cho cô ta. Cô ta hớn hở giã gạo, sàn gạo, làm việc một cách nhanh nhẹn giống như một người khiêu vũ. Và khi thấy vậy thì cái giả này cứ ngạc nhiên hỏi, này con làm việc siêng năng vui vẻ như vậy là do cái nguyên nhân gì vậy? Dạ thưa bà chủ, con làm thuê lấy công để con cúng dường để bác đến một vị tỳ kheo vào ngày mai. Ô, khi mà nghe cô ta nói như vậy thì bà trưởng giả này phát tâm hoan hỷ, vì nghĩ rằng cô này làm một cái việc rất là khó làm, bữa đói bữa no mà dám hy sinh để bác cho một vị tỳ kheo ngày mai. Rồi ông trưởng giả bảo gia nhân đông cho anh chàng Maha Đúc Cà Tá 4 cái gáo gạo sa ly, đây là phần công của ngươi bữa củi nè. Rồi ông còn sai cho thêm anh ta 4 gáo gạo sa ly nữa, bảo rằng
đây là phần thưởng cho sự siêng năng của ngươi nè. Rồi à, Túc Cà Tá về nhà bảo với vợ phần anh làm thuê được lãnh 8 cái gáo gạo Sally, phần này để nấu cơm, còn phần này là công của em. À, em hãy đổi cái số này để lấy sinh tô, thục tô, dầu và công món gia vị. Rồi còn vợ của anh chàng Maha Đúc Cà Tá được bà trưởng giả trải công bằng bơ, lỏng, sinh tô, mỗi thứ một tô nhỏ và một tô gia vị cùng với một gáo gạo Sally. Như thế vợ chồng được tất cả là 9 cái gáo gạo Sally cùng với đồ gia vị. Hai vợ chồng bảo nhau, chúng mình đã có đồ dẫn cúng rồi. Rồi nhờ vua thích, sáng hôm sau hai người thức thật sớm. À, người vợ bảo với chồng, anh hãy đi tìm cái lá để nấu cà ri nè, rồi đem về đây để chuẩn bị cho phần gia vị. Chàng Ma Lúc Cà Tá đi đến chợ tìm lá nhưng mà không thấy có, cho nên đi ra ngoài bờ sông để hái lá. Và trong tâm của anh chàng vô cùng thỏa thích, vừa đi vừa hát nghêu ngao, ta sẽ được cúng dường các ngài đại đức. Rồi một ngư phủ vừa ném cái chài xuống dưới nước, đứng gần ở đó nghe tiếng hát vang vẳng thì nghĩ rằng, ô, cái anh chàng Ma Lúc Cà Tá hôm nay sao vui vậy, ca hát nghêu ngao. Và cái người chà cá mới hỏi, có việc gì làm cho anh khỏa thích lắm hay sao mà anh hát nghêu ngao như vậy? À, tôi đi tìm cái lá để làm gia vị. À, tôi sẽ để bát xuống giường để một vị tỳ kheo. Ô, vị tỳ kheo nào mà được cái chiếc lá của anh chắc là hạnh phúc lắm. À, tôi làm sao mà tìm được cái lá cúng dường để bác? À, thế thì hãy lại đây đi. Lại làm gì? Anh hãy lựa những con cá này nè, chia ra để riêng thành ở từng mớ tùy theo cái giá tiền. À, cái thứ một đồng, thứ nửa đồng, thứ một đồng, hai đồng, vân vân. Anh lựa theo thứ lớp đi. Mà Đức Cà Ta thấy còn sớm cho nên làm theo lời dặn. Rồi từng mớ cá đã xó sâu sẵn, rồi được dân chúng ở trong kinh thành lần lượt đến mua đem về để cúng dường sư bát cho các vị tỳ khưu mà mình đã thỉnh. Chàng Ma Đức Cà Ta vừa phân chia hết đống cá từng sâu xong thì đã đến giờ để bát. Anh sợ trẻ liền nói với người đánh cá, tôi phải về để cho kịp giờ mà đi rước Duy Tăng. Còn mớ cá nào nữa hay không? Hết rồi. Nếu vậy thì còn 4 con cá thu của tôi để dành. À, tôi vừa gửi với cá. Nếu anh là muốn để bắt cúng dường các vị tỳ khưu thì anh hãy đạo lên lấy mà xài. Rồi anh thờ chài cho Maha Đúc Cà Tá 4 con cá thu luôn. Vào ngày đó, trong một buổi bình minh, một đạo sư quán xét về thế gian, thấy Maha Đúc Cà Tá lọt vào trong võng trí của ngài. Ồ, chuyện gì xảy ra? Rồi quán thêm nữa, ngài thấy rằng Maha Đúc Cà Tá này cùng với vợ anh ta ngày hôm qua đã đi làm thuế lấy tiền mua sắm đồ để bác cho một vị tỳ khưu. Và ngài tự hỏi anh ta sẽ gặp được vị tỳ khưu nào. Rồi quán tiếp, biết rằng mọi người kêu theo, coi theo cái bản ghi danh sách các vị tỳ khưu mà mình thỉnh để bác sẽ thỉnh các vị ấy về nhà mình. Riêng Ma Đúc Cà Tá này ngoài Như Lai ra thì sẽ không được vị tỳ khưu nào khác nữa. Rồi, theo truyền ngôn thì chư Phật thường tế độ cho những người hữu duyên, nghèo khổ. Vì thế cho nên sáng hôm đó, sau khi tắm gội xong, bậc đạo sư vào an ngự trong hương thất, nghĩ rằng ta
sẽ tiếp độ cho Maha Dukkata. Trong khi chàng Maha Dukkata xách cá đi vào nhà thì cái ngai vàng của Đức Vua Trời Giải Thích nó nóng lên. Thiên Vương mới biết rằng ngày hôm qua Maha Dukkata đã hứa tôi sẽ đề bác cho một vị tỳ khưu rồi cùng với vợ đi làm thuế làm mướn, anh ta gặp mà sẽ gặp được vị tỳ khưu nào. Và Thiên Vương Đế Thích nghĩ rằng anh ta không được vị tỳ khưu nào khác ngoài bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, và hiện ngài đang ngự trong hương thất và ngài sẽ đi tiếp độ cho anh chàng nghèo khổ này. Rồi Maha Dukkata tự mình phải lo cho có thực phẩm xứng đáng như là cháo, cơm, cà rí, lá cẩm để cúng dường Đức Như Lai. Vậy thì ta hãy đến nhà của Maha Dukkata lãnh cái phần nấu nướng. Rồi Thiên Vương Đế Thích hóa ra một người lạ mặt đi đến túp lều của Maha Dukkata. Ông ta mới hỏi: ở đây có công việc gì cần người làm hay không? Thế Khánh Lạ Maha Dukkata hỏi: này bạn, bạn làm được việc gì? Thưa ông chủ, tôi bá nghệ, nghề nào tôi cũng làm được hết, nhất là cái nghề nấu nướng thì tôi rành lắm. Ồ, hay quá ông bạn ơi, chúng tôi rất cần bàn tay của bạn phụ giúp trong việc này. Nhưng mà cũng nói chúng tôi không có tiền để trả công cho bạn nha. Thưa ông cần cái việc gì? Chúng tôi đang cần người nấu nướng cháo, cơm. Ồ, nếu mà ông sẽ bắt cúng dường để một vị tỳ khưu nào đó thì cần gì mà trả công cho tôi? Ông chia phước cho tôi là được lắm rồi. Ồ, nếu như vậy thì quá tốt. Vậy thì mời bạn vào nhà. Đức Vua Trời Giải Thích vào nhà Maha Dukkata, bảo đem gạo ra cho mình, rồi dục anh ta: thôi, đi thỉnh vị tỳ khưu đi, đó là phần của anh để bác. Rồi thỉnh về vị đó về đây, còn cái chuyện nấu nướng để cho tôi. Rồi cái người mà đứng ra trong coi cái cuộc đại thí phân chia các nhóm tỳ khưu tùy theo thứ tự trong cái bản ghi danh sách thí chủ mà đưa chư tăng đến nhà của từng người. Chàng Maha Dukkata đi gặp cái người đó và nói: xin cho tôi một vị tỳ khưu để tôi thỉnh về nhà để bác cúng dường. Thì trong lúc đó cái ông trưởng ban hộ tăng này, ông Thiện Nam đó, mới sực nhớ lại: ô, hôm qua mình quên ghi cái vị tỳ khưu của anh chàng này rồi. Tức là anh ta có một vị tỳ khưu mình quên tên mất tiêu, quên ghi vô danh sách. Chàng Maha Dukkata như là bị dao nhọn nó đâm vào bụng của mình. Anh ta ôm lấy hai cái bàn tay khóc than cái lễ: ông ơi, sao mà ông nỡ giết hại tôi vậy? Hôm qua nghe là ông rủ rê tôi và tôi đi làm mướn trọn cái ngày lấy được tiền công, và sớm nay đã phải thả ra mấy sông kiếm lá cẩm đem về nấu cà ri. Ông cho tôi một vị tỳ khưu đi, đồ ăn vật thực đồ có hết rồi, mà tôi đã hứa ông là để bắt cúng dường cho vị tỳ khưu, nhưng mà bây giờ ông nó không có. Rồi trong một kỳ đó nhiều người ngồi quanh cái người thằng nam này thắc mắc hỏi: cái gì vậy, tại sao ông này khóc vậy? Này Dukkata, anh ta mới thuộc hết cái sự việc. Ông mới hỏi cái người trưởng ban hộ tăng, anh ta nói rằng ông đã kêu gọi anh ta hãy đi làm, hãy làm hứa, làm thuê làm mướn gì cũng được để có tứ sự để cúng dường cho một vị tỳ khưu, chuyện đó có thật hay không? Ồ, ông thầy nam nói: dạ có thật mà. Thì cái việc của làm của ông là một cái việc làm sai trái. Ông đã kêu gọi người ta đã chấp nhận thỉnh một vị, nhưng mà bây giờ
là không có một vị nào để cho cái Maha Dukkata. Như vậy là ông đã làm một cái việc sai trái. Rồi khi mà nghe đại chúng trách cứ thì ông ta hố than và bảo với Maha Dukkata rằng: này bạn Maha Dukkata, xin bạn đừng có giết hại tôi. Tôi vì bạn mà cố tâm hết sức. Mọi người tùy các bạn nêu trong danh sách sắp sẵn mà thỉnh các vị tỳ khưu về nhà của mình lấy bát. Bây giờ đã hết rồi, không còn sót lại vị tỳ khưu nào nữa. Làm sao mà tôi kiếm một vị để mà giao cho anh được? Thì tôi mách cho anh biết này, bây giờ chỉ còn có một mình Đức Bổn Sư, ngài đang ngự trong hương thất đó. Thì anh đến đó mà thỉnh đi. Nghe như vậy thì Maha Dukkata hoan hỷ, đi đến hương thất của bậc đạo sư. Nhưng mà bên ngoài thì các tiểu vương, các đại thần đang trông chờ và tính rằng: chúng ta ở đây đợi ngài ra khỏi hương thất, tiếp đón và lãnh bát của ngài đem đi. Thường thì chư Phật hay tế độ những người nghèo khổ, vậy thì anh hãy đi đến với Phật đạo sư và nói với ngài: bạch ngài, con là kẻ khốn cùng, xin ngài từ bi tế độ cho con. Nếu mà anh là hữu phước á, may ra ngài sẽ chấp nhận. Maha Dukkata đi đến chùa và đi đến cái hương thất của bậc đạo sư. Khi mà anh ta bước chân đến thì các tiểu vương, các vị đại thần, các vị đại thí chủ tưởng lầm rằng anh ta tới xin ăn tạm thực như những người khác. Này Maha Dukkata, bây giờ chưa phải là giờ thôi, đến làm gì vậy? Anh ta đáp: dạ thưa, tôi biết chưa tới giờ thọ thực, cho nên tôi đến để đảnh lễ bậc đạo sư. Vừa nói thì Maha Dukkata phủ phục, quỳ xuống, đập đầu lên ngưỡng cửa hương thất lại và bạch rằng: bạch ngài, trong kinh thành này không có ai nghèo khổ hơn con, xin ngài hãy là người coi như cứu giúp con, tế độ cho con. Đức Phật mở cửa hương thất, lấy bát của ngài đặt trên tay của Maha Dukkata. Anh ta vui mừng sung sướng, giống như được tôn lên làm trưởng luân thánh vương. Các vị tiểu vương, các vị đại thần trố mắt nhìn nhau. Quả thật cái bình bát của Đức Thế Tôn đã trao cho thanh niên Maha Dukkata rồi thì không có ai có thể dùng quyền lực mà lấy lại được. Các phân tử mới nói là: này bạn Maha Dukkata, hãy giao cái bình bát của bậc đạo sư cho ta đi, ta sẽ trả cho bạn một số tài vật như thế như thế. Bạn đang nghèo khổ này, hãy lấy tiền của ta, chớ có lấy bát của Đức Phật làm cái gì. Maha Dukkata đáp: dọc sao đi nữa, tôi cũng không giao bát, tiền của thì tôi không cần, tôi chỉ cần để bát cúng dường bậc đạo sư mà thôi. Các tiểu vương này nỉ lấy bát cũng được, liền trở về cùng. Khi đó Đức Vua nghĩ thầm: cái thằng nghèo của Maha Dukkata này, dầu đem cả tài sản ra mà dụ dỗ, nó cũng không có giao mình bát, mà nhất định tự mình cúng dường đến Đức Thế Tôn. Không ai có thể giành lấy cái bình bát của nó được. Nhưng mà gã cái nhà này sẽ cúng dường thực phẩm như cái loại nào đây? Chậm phải chờ đến cái giờ mà cái tên này cúng dường rồi thì khi đó rước bát của Đức Thế Tôn về cung để bát cho ngài những vật thực đã sắp sẵn thượng bị của hoàng cung. Nghĩ vậy Đức Vua cùng đi với Đức Phật. Thiên vương để thức để dọn sẵn cơm, nước, cháo, vân vân. Rồi lấy tòa cụ trải ra
Chàng Ma Đúc Cà Ta rước Đức Phật về tại nhà và thỉnh rằng: xin thỉnh Ngài ngự vào nhà của con. Túp lều của anh ta thấp lụp sụp, nếu mà không khom lưng cúi đầu thì không thể vào được. Nhưng mà các vị Phật không bao giờ cúi đầu trung vào nhà. Thật vậy, vì khi Ngài bước vào nhà thì mặt đất nó lõm xuống và cái nhà thì lại vươn lên cao. Đây là do cái quả phước của cái hành bố thí tốt đẹp của các Ngài. Khi các Ngài trở đi thì tất cả đều trở lại như cũ. Bởi vậy cho nên Đức Quảng Sư cứ thẳng người mà đi thẳng vào trong nhà, rồi ngự lên bảo tọa của Đức Vua Trời Đế Thích đã soạn sẵn. Khi Đức Phật an tọa thì Đức Vua mới hỏi: này Maha Đúc Cà Ta, trẫm và chư vương tử hỏi xin lấy cái bát của Đức Thế Tôn, nhưng mà ngươi một mực tịch. Vậy thì bây giờ trẫm muốn xem ngươi cúng dường đến Đức Thế Tôn đến mức độ nào cho biết. Khi đó Đức Vua Trời giải thích dỡ nắp các cái nồi cháo cơm cho Đức Vua ngó thấy. Mùi thơm bát ngát từ các cái nồi xông ra, tỏa lan khắp cả cái châu thành. Đức Vua nhìn các món vật thực phẩm rồi bạch với Đức Phật: bạch Ngài, quả nhân nghĩ thầm cái lễ vật cúng dường của Maha Đúc Cà Ta rất là trọng hậu. Chậm chờ khi mà gã đi bát rồi, chậm sẽ rước bát của Ngài đem vào cung mà cúng dường thực phẩm. Vì nghĩ vậy cho nên chậm mới đến đây. Nhưng bây giờ thực phẩm như vậy chậm chưa từng thấy, nếu mà chậm đứng mãi đây sợ làm rộn cho Maha Đúc Cà Ta, vậy thì chậm xin cáo từ lui gót. Đức Vua đã lễ Đức Phật rồi ra về. Nói về Thiên Vương Đế Thích, sau khi dâng cháo đến Đức Bổn Sư rồi chăm lo tiếp đãi Ngài rất là kỹ lưỡng, Bà Đoàn Sư thọ thực xong tụng kinh phúc chúc cho thí chủ rồi từ bảo tọa đứng lên ra về. Đức Vua Trời Đế Thích ra dấu cho Maha Đúc Cà Ta, anh ta ôm mình bác đi theo sau Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Thích quay trở vào, đứng ngay cửa nhà của Maha Đúc Cà Ta, nhìn lên trên trời. Và từ trên hư không, những báu vật nó rớt xuống như mưa, đầy hết các lũ hạt, rồi tràn ra đầy cả nhà của Maha Đúc Cà Ta, không có chỗ nào trống hết. Đức Vua Trời Đế Thích quay trở vào, đứng ngay cửa nhà của Maha Đúc Cà Ta. Và khi ấy vợ và con trai của Maha Đúc Cà Ta lật đật chạy ra đứng ở ngoài sân, bởi vì trong nhà chặt hết cả vàng bạc châu báu. Rồi sau khi tiễn chân bậc đạo sư Maha Đúc Cà Ta quay trở lại, trông thấy lũ trẻ đứng ngoài sân mới hỏi: cái gì mà đứng ở ngoài này hết vậy? Người vợ nói: anh à, khắp nhà của ta bây giờ tràn đầy cả bãi báu, không còn chỗ nào trống để chúng ta đi vào bên trong nữa. Maha Đúc Cà Ta nghĩ thầm rồi: do nhờ phước báo cúng dường hôm nay mà ta mới được ban thưởng như vậy. Rồi anh ta lật đật chạy vào trình diện Đức Vua. Và Đức Vua mới ngạc nhiên: ủa, người tới đây có việc gì? Thì Maha Đúc Cà Ta mới trả lời: tâu hoàng thượng, nhà con chứa đầy vật báu, xin hoàng thượng hãy lấy tất cả những vật báu đó đem về kho. Đức Vua mới nghĩ thầm: ô, cúng dường lễ vật đến một vị Phật, nó đưa đến cái phước tối cao phát sinh hiện tiền một cách rõ ràng như vậy. Rồi bây giờ khanh cần có những cái gì, xin hoàng thượng hãy ban cho 1.000 cỗ xe bò để chở những vật báu đó đem về chất đóng nơi giữa sân rộng. Và đống báu vật đó cao nguồn ngục lên đến ngọn cây thuốc nốt.
Đức vua cho triệu tập dân chúng trong thành và phán hỏi: ở trong thành này có ai được tài sản báu vật nhiều như vậy không? Tâu vệ: không có. Vậy thì ta nên làm gì với người chủ cái tài sản này? Tâu vệ: bệ hạ hãy phong cái chức trưởng giả cho người đó đi. Rồi Đức vua phong cho Maha Dukkata cái chức đại trưởng giả. Và kể từ đó Đức vua chỉ chỗ cho vị trưởng giả này cất một cái lâu đài. Rồi trong lúc quét dọn sang bằng mặt đất thì những người khác khi cuốc nơi này cuốc nơi nọ đào nơi kia phát giác ra những cái ché đựng những cái đồ trôn giấu vàng bạc. Thì Maha Dukkata lại trình lên Đức vua, và Đức vua nói: đây là có phần phước của khanh, khanh giữ lấy mà dùng. Maha Dukkata cất xong dinh thự mới thỉnh Đức Phật và chư tăng đến để cúng dường, và từ đó về sau anh ta làm phước suốt đời cho đến khi hết tuổi thọ, được sanh về nhàn cảnh hưởng lộc trời suốt một thời gian là hai đời của vị Phật. Hai đời vị Phật tức là từ Đức Phật Gonagamana rồi đến Đức Phật Kassapa, tức là hai đời của chư Phật như vậy. Và cho đến Đức Phật hiện tại thì tái sanh vào lòng của một tiểu thư, con của một nhà trưởng giả, là một gia tộc, là một tiền tín đệ tử của ngài Sariputta. Khi mà cha mẹ biết là dựng vụ có thai và lo bảo dưỡng thai nhi, và khi thai nhi đã lớn thì bà mẹ phát sinh ra một cái chứng thèm một cách kỳ lạ, là bà ước ao và gì ta được cúng dường sứ bát đến 500 vị tỳ kheo, mà trong đó ngài Sariputta là người cầm đầu, với những thực phẩm ngon lành như là cá thu, rồi ta sẽ đắp cái y màu vàng, ngồi phía sau chư tăng, dùng những vật thực của chư tăng, dùng dư thừa những cái tàn thực của chư tăng. Rồi cái người dựng cụ này ngỏ lời với cha mẹ biết và thực hành theo ý định đó. Mà khi thực hành theo ý định đó thì cái bệnh ốm ngán không còn nữa, là một cái sự thèm muốn kỳ lạ. Rồi từ đó về sau, trong 7 cuộc lễ trong gia tộc, thí chủ là cúng dường sứ bát 500 vị tỳ kheo, có ngài Sariputta cầm đầu, với những cái món thực phẩm đặc biệt, nhất là cá thu. Rồi do cái phước báo của Maha Dukkata lúc trước đã cúng dường cá thu cho nên trổ quả bây giờ là vậy. Đến ngày lễ đặt tên con, người thiếu phụ bạch với ngài Sariputta: bạch ngài, ngài hãy truyền giới cho cái trẻ tôi tới này. Nghe người mẹ bạch như vậy thì ngài Sariputta mới hỏi: đứa bé này tên là gì? Bạch ngài, kể từ khi mà thọ thai về sau, trong nhà này dầu là kẻ ngu khờ cũng trở nên là bậc trí giả, cho nên con mới đặt tên là Bành Đi Ta. Ngài Sariputta mới truyền giới cho hài nhi. Và kể từ ngày đứa con ta chào đời, tự nhiên bà mẹ phát cái tâm nguyện rằng: ta nhất định sẽ không phá hoại cái căn lành của con trai ta. Và khi đứa bé này mới ngỏ lời với người mẹ: thế mẹ, con sẽ xuất gia với ngài Sariputta. Bà mẹ tán thành liền: tốt lắm, mẹ đã phát nguyện là sẽ không phá hoại cái căn lành của con. Rồi bà thỉnh ngài Sariputta đến cúng dường để bác. Xong rồi mới bạch ngài: kẻ tôi tớ của ngài nó muốn xuất gia chiều nay,
con sẽ mang nó vào trong chùa. Rồi chuyển cho ngài Sariputta về chùa, bà triệu tập quyến thuộc báo tin cho họ biết rằng hôm nay là ngày cuối cùng con trai tôi là tại gia cư sĩ, nên tôi thiết đãi nó một buổi tiệc để tiễn hành cho xứng đáng. Rồi sau bữa tiệc long trọng, bà mẹ dẫn đứa con trai vào chùa giao cho ngài Sariputta và bạch rằng xin ngài cho hài tử này xuất gia. Ngài Sariputta mới nói rằng cái đời sống của người xuất gia rất là khó khăn, nhiều cực khổ. Cậu bé đáp: bạch ngài, con sẽ tuân hành theo huấn từ của ngài. Và nghe như vậy thì ngài Sariputta mới nói: nếu vậy thì con hãy lại đây. Ngài truyền 5 cái chi đầu của đề mục thâm thiền của 32 thể trực. Cái đầu là tóc, lông, móng, răng, da, và nói ngược lại cho cái vị Sa-di Pandita. Cha mẹ của Sa-di Pandita ở trong chùa bái ngày làm phước khai tăng, cúng dường thực phẩm, nhất là cái loại cá thu đến chư tăng, có Đức Phật là tọa chủ. Và chiều ngày thứ bảy, hai ông bà mới trở về nhà. Qua ngày thứ 8, lúc đi vào làng khất thực thì ngài Sariputta dẫn theo Sa-di Pandita. Ngài không đi chung với chư tăng. Vì sao? Vì vị Sa-di này mới tu, đắp y mang bát, hoặc là trong những cái oai nghi chưa được tề chỉnh nghiêm trang. Quả lại, ở trong chùa thì ngài Sariputta cũng có nhiều phận sự. Trong lúc chư tăng vào làng khất thực thì ngài phải đi dạo khắp chùa để quét dọn, để đổ đầy những nước uống này, nước xài và những lũ hạp phòng trống, sắp lại những giường ghế cho đúng chỗ. Xong đâu vào đó thì ngài mới đi vào làng khất thực. Một lẽ nữa, ngài nghĩ rằng chúng ta đừng để cho những cái nhóm ngoại đạo buông lời chê trách khi họ vào viếng trong chùa. Chúng ta hãy nhìn xem cái chỗ ngồi của các đệ tử Sa môn Gotama như thế này, như thế kia, lộn xộn, mất trật tự. Chỉ khi nào nhìn thấy khắp chùa chu đáo rồi thì ngài Sariputta mới đi vào làng khất thực. Cho nên ngày ấy, sau khi làm xong công việc ở chùa, thì ngài mới bảo Sa-di Pandita theo ngài vào trong làng. Đang đi với thầy tế độ thì dọc đường Sa-di Pandita trông thấy một cái lọ nước. Vì Sa-di này mới hỏi: bạch ngài, cái này là cái gì? Ngài Sa-di: nó là cái lọ nước. Người ta dùng nó để làm cái gì? Người ta dùng nó để dẫn nước đi đến cái chỗ này, chỗ nọ, để tưới vào ruộng của mình. Bạch ngài, nước có tâm hay không? Không có đâu, sẽ gì? Bạch ngài, một vật mà không có tâm thức mà người ta dẫn dắt đến cái chỗ mà người ta muốn để làm cái công việc này, công việc nọ, thì tại sao những chúng sanh có tâm là không thể tự điều chế cái tâm mình để thực hành sa môn pháp? Rồi đi thêm một đoạn nữa, vì Sa-di tự mắt trông thấy người thợ làm tên đang hơ cái cây cứng bằng cái lõi của cái cây trên lửa nóng để uống cho nó ngay thẳng. Mới hỏi: bạch ngài, những người này họ làm cái gì vậy? Đây gọi là thợ làm tên, này Sa-di. Họ đang làm cái gì vậy bạch ngài? Họ đang hơ lửa một cái khúc cây có lõi cứng để uống cho nó được thẳng thớm. Bạch ngài, cái cây có tâm thức hay không? Không có đâu, này Sa Di. Vì Sa Di nghĩ thầm, nếu một cái khúc cây vô tâm mà người ta có thể hơ lửa cho thẳng được, thì tại sao những chúng hữu tâm lại chẳng có thể tự mình điều chế cái tâm của mình để thực hành sa môn pháp? Rồi đi thêm một đổi nữa, vì Sa-di trông thấy nhiều người thợ mộc làm cắm, làm vành, làm đùm của chiếc xe. Mới hỏi: bạch ngài, những người này kêu là cái gì?
ở đây là những người thợ mộc này sẽ gì, họ đang làm cái gì? Họ làm lấy cái cây, họ đẽo thành cái đùm, thành cái bánh xe, thành cái vành xe của một chiếc xe. Vậy thì những cái vật đó có tâm bạch ngài, không có tâm đâu ngài sẽ gì? Và khi ấy sẽ gì, Bành Thị Tá mới suy nghĩ, nếu như người ta có thể lấy cây rừng là những vật vô tâm làm thành bánh xe, thì tại sao những chúng sanh hữu tâm là chẳng có thể tự mình điều chế cái tâm của mình để thực hành sa môn pháp? Vì sa di suy nghĩ thấy mình thấy được những cái lý lẽ trên như vậy chín chắn, mới nói với ngài Sariputta, bạch ngài, nếu mà y bác này của ngài thì xin ngài hãy cầm giữ lấy, con cần về chùa. Ngài Sariputta không nghĩ trong tâm rằng cái ông nhỏ này mới xuất gia sa di, lúc đang đi vác bên ta mà còn nói như thế à? Nhưng mà ngài mới bảo hãy đưa đây này sa di, rồi ngài tự cầm lấy y bác của mình. Vì sa di đánh lễ thầy tế độ rồi quay lại, miệng còn nói, bạch ngài, khi ngài lấy phần cơm của con mang về, con xin ngài hãy lấy phần cái cá thu để cho con. Làm sao nó có được? Bạch ngài, nếu như mà ngài không có được ngài thì ngài sẽ có được dấu phước của con. Ngài Sariputta mới nghĩ thầm, nếu để cho sa di này ngồi bên ngoài thì có sự nguy hiểm xảy đến, cho nên ngài mới giao chìa khóa cho vị sa di và bảo con hãy mở cửa cốc vào trong đó mà ngồi. Sa di Panditá vâng theo lời thầy vào tịnh thất của thầy. Trong khi đó, do oai lực của ân đức của vị sa di này mà chiếc nga vàng của vua trời Đế Thích nóng lên. Thiên vương mới tự hỏi vì cớ sao mà kỳ cục vậy. Quán sát thấy vị sa di sau khi mà giao y bác lại cho thầy và về trong phòng của thầy để thực hành sa môn pháp, vì thì ta cũng nên xuống đó để mà hộ độ. Nghĩ rồi, Đức Vua Trời Đế Thích gọi bốn vị thiên vương đến. Này, các người hãy đi tuần xung quanh cái tỉnh xá kỳ viên, đuổi hết chim thú, lo việc canh phòng cho nó yên tĩnh. Rồi Đức Vua Trời ra lệnh cho Thái Âm, rồi Thái Dương, tức là hãy giữ mặt trời lại, hãy giữ mặt trăng lại. Xong rồi tự Đức Vua Trời làm người đứng canh, đứng canh ngay cổng cho vị sa di này. Và trong tịnh xá thì lặng thinh, dù một chiếc lá khô rụng xuống cũng không có. Tâm của vị sa di đã đạt đến một cái mức an tịnh, chỉ trong một thời gian xong một bữa cơm, ông ta chứng đạt đạo quả đến ba cái tầng thánh đạo. Và trong lúc vị sa di đang ngồi trong tịnh xá thì ngài Sariputta mới nghĩ, chắc là ta nên đến nhà của ai để kiếm được cái món vật thực, đó là món cá thù. Và ngài để đi đến một gia chủ hộ độ cho ngài. Và ở nơi đây người ta đã có được rất là nhiều cá thù, và họ đang chờ ngài Sariputta đến để bắt cúng dường. Rồi khi thấy ngài Sariputta đi gần, họ mới bạch rằng, bạch ngài, ngài đến thật là đúng lúc, xin thỉnh ngài vào trong. Khi ngài vào trong nhà thì họ dâng cháo, dâng điểm tâm, đặt bát cúng dường vật thực, và cái món chính đó là cá thù. Ngài định mang bình bát ra về, nhưng mà họ tính rằng ngài hãy thọ thực cái bình bát này đi, còn phần mà ngài mang về chúng con sẽ dâng thêm. Ngài Sariputta dùng xong bữa, họ xin bình bát không, để cơm với cá thu đầy bát rồi dâng lại cho ngài. Ngài vội vã ra về vì nghĩ rằng
Xe gì của ta chắc đói bụng lắm rồi. Ngày hôm đó Đức Bổn Sư trong lúc phải thọ thật xong rồi, ngài cũng trở về tịnh xá và quán thấy rằng Sơ Di Bành Đị Tá đã trao bát mình cho thầy với ý niệm ta sẽ hành sa môn pháp và đã trở về Liêu Cốc. Ngài tự nghĩ Sơ Di này có đắc được đạo quả hay không, và khi quán thấy vị Sơ Di chứng đạt được tam quả rồi, ngài mới quán tiếp Sơ Di có thể chứng đắc thánh quả A La Hán hay không. Ồ, vì Sa Di này có thể chứng đắc A La Hán quả. Và khi đó Phật Đạo Sư suy nghĩ, Sariputta đang hối hả đem cơm về cho vị Sa Di sớm quá, chính là gây trở ngại cho vị Sa Di này. Vậy thì ta hãy đến đón Sa Di Sariputta, hỏi ông ta 4 câu hỏi. Và khi ông ta giải đáp xong thì vị Sa Di chứng đắc thánh quả là hán với tuệ phân tích. Và thế là Bậc Đạo Sư ngự ra đứng trước cổng tịnh xá. Và khi ngài Sariputta đi về, Đức Phật mới hỏi: Này Sa Di Sariputta, ông được Phật gì? Bạch ngài: Phật thật ạ. Đó, cái gọi là Phật thật đem vật chi đến ở Sariputta? Bạch ngài: Quê Đa Nằng Thọ Uẩn. Thọ Uẩn đem vật chi đến? Này Sariputta, bạch ngài: Sắc Uẩn Ru Bằng. Sắc Uẩn đem vật gì đến? Này Sariputta, bạch ngài: Xúc Phát Sanh. Những cái lời vấn đáp vấn tắc trên chúng ta hiểu được một chút. Do đói khát này, chúng sanh dùng vật thực này, vật thực tiêu hóa từ mang đến sự thọ vui này. Rồi trong cái sự thọ vui phát sinh lên do nhờ sự thỏa thích thọ dùng vật thực này, thì toàn thân của con nó có màu sắc tươi tốt đầy đủ, như thế gọi là thọ. Quê định ha, thọ đem đến sắc ru băng, nhờ sự ăn vui của sắc phát sanh lên từ vật thực ahara, mà cái sự hỷ lạc phát sanh. Và bây giờ đây, con thỏa mãn cái xứ asadu, dù ngồi hay là nằm lúc nào cũng tiếp xúc với sự an vui. Khi mà ngài Sariputta giải đáp xong 4 câu hỏi như trên thì vị Sa Di Bành Đị Tá cũng vừa đắc quả A La Hán. Phật Đạo Sư nói với ngài Sariputta: Hãy đem cơm vào cho vị Sa Di. Ngài đến gõ cửa cốc. Sa Di Bành Đị Tá bước ra, thọ lãnh bát từ tay của ngài Sariputta rồi đứng qua một bên, lấy quạt quạt hầu thầy Tế Độ. Ngài Sariputta mới bảo: Này Sa Di, hãy dùng cơm đi. Bạch ngài: Còn ngài thì sao? Ta đã dùng rồi, con cứ dùng đi. Vì Sa Di 7 tuổi đầu, xuất gia được 8 ngày, đã chứng đắc thánh quả A La Hán, giống như một hoa sen vừa nở đẹp, rồi ngồi xuống quán tưởng bát cơm và thọ dùng. Vì Sa Di rửa bát sạch sẽ đàng hoàng, thì nhật thần phóng thích mặt trăng, nguyệt thần phóng thích mặt trăng, nhật thần phóng thích mặt trời, Tứ Đại Thiên Vương giải tỏa sự gìn giữ 4 hướng, Đức Vua Trời cũng thôi không có giữ cửa chùa Kỳ Viên nữa, và mặt trời nó qua rất là lẹ, thành ra mới đó đã là xế chiều. Các vị tỳ kheo bàn tán xôn xao: Tại nhiên bỗng nhiên đã xế tà, mặt trời từ trên đỉnh đã trịch qua rất là lạ, có phải là chờ cho vị Sa Di Bành Đị Tá dùng xong bữa cơm hay là sao đấy? Bậc Đạo Sư biết như vậy mới phán hỏi: Các ông thảo luận về cái gì ấy? Bạch ngài: cái sự lạ xảy ra trong ngày hôm nay là như vậy.
À, bà Đức Phật nói đúng vậy này các tỳ kheo, trong lúc mà bậc hữu phúc đang thực hành sa môn pháp thì nguyệt thần, nhật thần, tứ đại thiên vương, đức vua trời Giải Thích cũng xuống hộ trì gìn giữ che chở, và chính Như Lai đây cũng không thể ngồi yên được, cho nên phải canh cổng chờ cho Sariputta về, đã phải cản lại. Và khi thấy những người dẫn thủy nhập điền, tức là qua những cái mương rạch cống rãnh, những người thợ làm tên uống thẳng cây tên, và những người thợ mộc bào gỗ đẽo ván, thì bậc trí giả lấy những đối tượng đó làm đề mục thanh thiền, rồi tự mình điều chế khắc phục lấy chính bản thân để chứng đắc thánh quả A La Hán là như thế. Và câu Phật ngôn 80 được xuất hiện. Alo, quý vị còn nghe không? Hay là hết nghe rồi? Còn nghe. Câu Phật ngôn này dài quá ha. Bài dương sự quá dài. Tới 7 giờ luôn. Thôi bây giờ kết thúc ha. Như vậy đây là một bài học. Bạn thấy quý vị nhiều khi thắc mắc, hôm nay cũng không giải thích được bởi vì duyên sự dài, quý vị thông cảm ha. Nói riết cũng khan tiếng luôn. Thôi bây giờ xin kết thúc ở đây ha. Đây là một bài học, mình phải tự chiến thắng với chính mình, cách Phật duy trì. Và có thể rằng xong với phẩm hiền trí, quý vị sẽ rút ra những cái điểm tâm đắc trong những câu Phật ngôn mà quý vị đã học, rồi quý vị diễn tả ha, nói lên mình đã học được cái gì, nhất là câu Phật ngôn này, một bài học mình phải làm chủ lấy chính mình. Những cái chuyện mà xảy ra bên ngoài đó là những bài học, chứ không phải nói rằng chuyện ngoài tai không quan tâm. Nếu mà nghĩ như vậy là thất bại. Thôi thì đây là một bài học để chúng ta lấy đó làm kinh nghiệm. Và thời gian cũng đã trôi qua. Ete nasacchavacche nasotivo hotu sabbada. Do lời chân thật này, kinh dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni. Và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Giá. Xin được đóng ha, cũng hơi trễ giờ, sám hối với đạo tràng ha.